quyển sách giải thích cặn kẽ từng câu từng chữ đối với đạo gia. Nói rõ ý nghĩa và tác dụng của kinh văn là một quyển sách giáo khoa hiếm có. Bài tập trải qua phía trước lời. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 1 Làm sáng tỏ vận cùng nổi lên thỉnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Bác Đại Thần Chú Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 03 Thanh tỉnh trải qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 04 Thái Thượng Đồng Huyền Linh Bảo Thăng Huyền Tiêu Tai Hộ Mệnh Diệu Kinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không năm Thái thượng Linh Bảo Thiên Tôn nói nhưng tai độ ách chân kinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương không sáu Cao hơn Ngọc Hoàng Tâm Ấn Diệu Kinh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương bảy Ngọc Thanh Thượng Thanh Quá rõ ràng báo cáo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Ngọc Đế Bảo Cáo Thiên Hoàng báo Cáo Tinh Chủ Bảo Cáo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Hậu Thổ báo Cáo Nam Cực báo Cáo Bắt Ngũ Tổ báo Cáo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.